người sống ở đời đừng khinh thường bất kỳ ai. Sông có khúc người có lúc, ai lên cao rồi cũng có ngày phải đi xuống. Tiền ngàn bạc vạn cũng không thể tránh lúc mặt trời lặn. Vô danh tiểu tốt chưa chắc ngày sau không làm nên nghiệp lớn. Nên khi gặp người giàu có, đừng đố kỵ. Gặp kẻ nghèo khó, đừng chê cười. Gặp người lương thiện, đừng ức hiếp. Gặp kẻ đáng thương, nhớ giúp đỡ. Gặp kẻ toan tính, tránh càng xa càng tốt. Lúc ở trên núi, đừng cười người dưới núi, vì có ngày họ sẽ thay thế bạn. Đường đời còn rất dài, nên đừng quá tự phụ. Cuộc sống không có ai là dễ dàng, cười người cũng như cười mình, tôn trọng người khác cũng là tôn trọng chính mình. Bất luận thế giới có thay đổi thế nào, cũng đừng bao giờ quên. Không xem thường bất kỳ ai, nhất định phải khiêm nhường, nhất định phải lương thiện.